Sao không nghe? Em tò mò ghê luôn á. Sao vậy? Cái gì bỏ qua vậy? Từ ngày gặp nhau cái lúc đi chơi xa là khoảng hơn một năm. Đi Đà Lạt. Đi 4 ngày. Tối ở sao đâu kể nghe đi. Nói chung là đi lên đó thì lúc đầu là cũng mướn phòng giường đôi, nhưng mà rốt cuộc thì sử dụng có cái giường thôi. Dạ nói chung là em đi chơi thì cả ngày về mệt, thì lúc đó là nằm nghỉ mệt vậy đó. Cái ảnh mới đầu ảnh nằm vô bên kia, xong rồi tự nhiên cái hồi cái ảnh bay qua giường em. Cái ảnh nằm kế em là giống như vòng cái tay ôm vậy đó. Rồi thì em cũng nghĩ là chắc nằm viện tâm sự vậy thôi. Cái xong rồi chỉ nằm dậy mà một hồi cái có ý đồ. Không có chịu nằm yên. Mới đầu cũng ôm này kia, xong hồi có em có ý định là ấy, em mới tuột cái váy. Nhưng mình nhất quyết chống cự không có cách nào tụt được hết. Tại vì cái đó cái váy em mặc là cái chân váy jean đó chị. Váy jean rất là khó mở. Mình phải đứng mình mới mở cái nút ra được. Thì em cũng tự vệ từ trước rồi đúng không? Đúng, em cũng suy nghĩ gì thiệt. Xong anh đâu có tụt xuống được đâu. Trời ổng khôn lắm, ổng tụt lên. Là tóc máy luôn rồi nhanh. Bị em cản nó không cởi được. Lúc đó đâu có chống cự được đúng không em? Dạ. Tội nghiệp nhỏ không? Tội nghiệp thằng nhỏ hay con nhỏ? Chào hai em. Trời ơi, một cái đầm rực rỡ như một nàng công chúa. Dạ chào anh chị. Chàng hoàng tử. Mời hoàng tử và công chúa giới thiệu về mình. Dạ chào anh Húc Thuận, chào chị Hồng Vân. Chào quý khán giả mặt trường quay. Em là Lê Đình Trung, năm nay em 33 tuổi. Nghề nghiệp là kinh doanh. Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Nhi, năm nay em 31 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Em họ của vợ em là bạn của cháu em, rồi mới giới thiệu cho em. Rồi sao? Rồi cái mới cho số điện thoại, rồi cháu em cũng lấy về đưa lại cho em. Lúc đó em cũng đang ế, cũng không có quen ai hết. Rồi em cũng nghĩ thôi nhắn tin thử coi sao, không biết sao quen thử thôi. Hay ngờ thấy cũng trả lời luôn. Nói chung á em thường thường ai mà nhắn tin làm quen em rất là ghét. Mà không biết sao bữa đó buồn buồn lại trả lời tin nhắn của ảnh. Thời đó là chat Yahoo á. Rồi hai đứa có chat chít một thời gian với nhau rồi sau đó mới gặp nhau. Các em nhắn tin qua lại bao lâu thì mới gặp nhau ở ngoài đời? Nhắn tin nhau khoảng 3-4 tháng gì đó. Thôi, ủa gì hả? Dạ. Ủa lúc đó nhưng mà em là ở đâu? Em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó em ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà em ở ngoài bến xe miền Đông á. Còn ảnh là nhà trong quận 12. Là hôm đó là vợ của em vô nhà dì, là nhà mẹ của bé em họ đó. Rồi cái hai đứa mới hẹn ra quán cà phê. Thế thì lân tân vô mặt quần đùi với nhau thùng, thấy cũng ngộ ngộ. Thấy lùng lùng thấy cũng dễ thương. Lần đầu tiên em gặp ảnh là thấy kiểu giống như là hơi phá cách. Ảnh hồi xưa để tóc dài hơn bây giờ. Nhìn bụi. Nhưng mà nói chuyện thì anh thấy ảnh rất là hiền. Bạn này có cái nét mà giống như không phải người Việt Nam mình á. Dạ đúng rồi, em nhìn hơi Hàn Quốc á. Dạ cho nên cũng thích. Thích không? Em thích không? Thích. Sau cái hôm hẹn hò đó là bao lâu thì chính thức yêu nhau? Sau hôm hẹn hò là được mấy ngày thôi, là hẹn đi làm sen. Thì hôm đó là có cháu của em. Chắc đi đập dịch rồi á. Dạ, đi nguyên đã. Có đập dịch không? Có mấy đứa cháu là phải đi đập dịch. Đứa nào phải đó, đứa nào phải đập dịch chứ. Lúc mà đi thì có giạt ra chút, tự hiểu với nhau rồi cái nắm tay nhau luôn. Rồi cái là nếu như ngầm hiểu là hai đứa thích nhau rồi. Là từ đó là quen luôn. Lần đầu tiên hôn nhau là ở đâu? Sau cái lần đi chơi đầm sen nó khoảng hơn tháng. Đi uống nước mía. Thì đi đường nước mía thì chỗ đó nó hơi hoang vắng chút, đi nó tối tăm lắm. Lúc em cũng sợ. Giờ ông đi đường tắt đó chị, em nói ủa sao hôm nay tự nhiên ông đi cái đường gì mà thấy ghê vậy trời, không có đèn gì hết á. Chắc có ý đồ gì á, em cũng hơi rung rung. Mà cuối cùng là quẹo hồi là ra cái chỗ đó là ủy ban xã rồi bán sinh tố lề đường đó anh. Đó rồi ngồi uống nước thôi. Hết sợ. Nói chung cái chỗ đó thì gần cái chung cư nó cũng tối vắng vắng. Rồi ngồi uống nước mía nói chuyện hồi cái em hung cả. Hung lén cả. Nhưng mà có bị chống cự không hay là cũng xuôi theo, xuôi chiều mắt máy? Xuôi chắc cũng thích lắm. Dạ cũng thích mà. Bao lâu các em mới có chuyến đi chơi xa? Sao không em vậy? Em tò mò ghê luôn á. Bị... Sao vậy? Cái tự nhiên bỏ qua vậy? Từ ngày gặp nhau tới lúc đi chơi xa là khoảng hơn một năm. Đi Đà Lạt. Đi 4 ngày. Tối ở sao đâu kể nghe đi. Nói chung là đi lên đó thì lúc đầu là cũng mướn phòng giường đôi, nhưng mà rốt cuộc thì sử dụng có cái giường thôi. Dạ nói chung là em đi chơi thì cả ngày về mệt, thì lúc đó là nằm nghỉ mệt vậy đó. Cái ảnh mới đầu ảnh nằm giường bên kia, xong rồi tự nhiên cái hồi cái ảnh bay qua giường em. Cái ảnh nằm kế em là giống như vòng cái tay ôm vậy đó. Rồi thì em cũng nghĩ là chắc nằm viện tâm sự vậy thôi. Cái xong rồi chỉ nằm dậy nhưng mà một hồi cái có ý đồ. Không có chịu nằm yên. Mới đầu cũng ôm này kia, xong hồi có em có ý định là ấy, em mới tuột cái váy. Nhưng mà nhất quyết chống cự không có cách nào tuột được hết. Tại vì cái đó cái váy em mặc là cái chân váy jean đó chị. Váy jean rất là khó mở. Mình phải đứng mình mới mở cái nút ra được. Chứ em cũng tự vệ từ trước rồi đúng không? Đúng, em cũng suy nghĩ gì thiệt. Xong ảnh đâu có tuột xuống được đâu. Trời ổng khôn lắm, ổng tuột lên. Tóc máy luôn rồi nhanh. Bị em cản nó không cởi được là ổng. Lúc đó đâu có chống cự được đúng không em? Dạ. Tội nghiệp nhỏ không? Tội nghiệp thằng nhỏ hay con nhỏ?
Sau cái lần đi chơi đó là bao lâu tụi em mới kết hôn? À, thật ra thì lúc đó là tụi em học đạo, tính học đạo xong là kết hôn. Nhưng mà mẹ em có bầu á, mẹ em bị mất em trai xong có bầu lại, cái em thấy mẹ có bầu đám cưới thì nó kỳ. Đợi mẹ đẻ xong rồi mới ra cưới. Mẹ đẻ xong ra thì mình thấy giống như em mình còn nhỏ đi lấy chồng nó sao sao á, cho nên cái em lại hoãn cưới nữa. Lúc em trai em 3 tuổi là 5 năm sau khi quen nhau là tụi em cưới 24 á. Dạ. Chứ mà lúc đầu là khi mà em giới thiệu bạn trai thì ba mẹ em có đồng ý liền không? Dạ không. Thật ra lúc em quen ảnh, cái biến cố lớn nhất của tụi em là gia đình em ngăn cản. Lý do? Tại vì chị Vân biết rồi đó, người lớn mà nhìn giống như đằng con trai mà để tóc tai dài dài, hồi xưa đeo bông tai nữa, có còn cái lỗ sỏ đó, mặc đồ rách rách, mặc đồ kiểu như bụi bặm á, thì người lớn người ta nhìn người ta đâu có thích đâu, mất hồn á. Dạ, nghĩ là trời thằng này chắc nó quậy dữ lắm này kia, nhưng thật sự anh rất là hiền. Sau đó thì cũng đấu tranh một thời gian thì ba mẹ cũng chấp nhận hiểu ra. Như vậy là tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? 5 năm rồi. Tụi em được mấy bé rồi? Đợt thì là tụi em có thả thì nó cũng bị mất. Không may thì bị mất. Hiện là bây giờ chưa có cháu nào? Chưa luôn. À, vậy là trách nhiệm của anh Thuận nặng nề lắm mà. À nha. Em nghe nói nhận lời chúc của anh rất là hên. Trời ơi, tiếng lành đồn xa. Ba em với quê nói trời ơi, đi chương trình nó về là có bầu. Mà em không ngồi kế nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, có ông mụ nhân dân đó. Rồi, bây giờ chút nữa anh sẽ chúc nha. Dạ. Bây giờ lấy nhau 5 năm về, anh thấy chồng em rất là hiền. Vậy thì có tật xấu gì không? Hiền hiền chứ con người đâu hoàn hảo được. Ảnh có cái tật em rất là ghét, ít nói quá làm cho em khó chịu luôn á. Không chịu nói chuyện hay sao? Giống như mỗi lần gây lộn em đang bực á thì mình nói đi, giống như là mình phải nói ra mình mới hết bực. Không, em càng nói ông càng im, càng nói càng im em càng điên lên thêm nữa. Nhưng mà có khi nào nóng tính không? Tại thường những người ít nói á đôi khi là những người rất là nóng tính, tóc tính. Tóc cũng có một lần nóng xém ly dị. Lần đó là hồi tháng 7 năm ngoái là sinh nhật của dì em. Thì lúc đó là có bia rượu vô chút chút. Em nhờ ảnh là chở Dượng đi về nhà bằng xe máy mà ảnh không có biết đường khu đó. Thì ảnh không có chịu đi á, mà ảnh đứng anh cái kiểu lần im im á. Cái em bực cái vô trong bàn tiệc, em cầm cái chìa khóa em quăng ngay cái bàn tiệc thiệt. Cái đó là lúc đó em nóng thiệt. Thì lúc mà em quăng cái bàn chìa khóa xong là ảnh bỏ đi luôn. Em cứ tưởng là ra đứng thôi, nhưng mà một hồi sau em đi ra thì không thấy ảnh đâu hết, ảnh đi đâu mất tiêu luôn. Bé em nó mới chở em đi kiếm ảnh là kiếm không có ra. Xong rồi điện thoại quá trời luôn. Cái ổng mới nói là hả, tôi chịu cô hết nổi rồi, thôi mình ly dị đi. Trời ơi, em nghe ổng nói cái câu đó là giống như là tim em nó ngừng đập luôn á. Là lúc đó là nước mắt là nó khóc quá trời khóc luôn. Khóc nói anh nói cái gì vậy, anh nói gì vậy, đâu có gì đâu mà anh đòi ly dị thế này kia. Mà ảnh cứ mấy cái rột gọi là không bắt máy luôn. Rồi kiếm chừng nào mới ra? Cuối cùng cái qua 12 giờ đêm cái hình như hết rượu hay sao á, cái mới nhắn tin cho em kêu là anh đang ngủ bên nhà anh của anh nè. Rồi cái em vậy thôi đó. Đó là lần đầu tiên nóng tính á. Dạ, lần đầu tiên em thấy anh nóng tới vậy á. Rồi dạ. Tật xấu gì nữa? Bê bối, bừa bộn quá. Ví dụ như là đi về là từ phòng khách tới cái cầu thang cho tới cái chỗ nào cũng có đồ của ảnh hết á. Quần áo em xếp trong tủ là ngăn nắp á, thì ảnh là lấy đồ ra là nó tè le tè lưa luôn. Hình như em thấy ảnh cũng hết tật xấu rồi. Rồi bây giờ tới Trung đó Trung. Giờ em thì nóng mà không thể tả nổi luôn. Nhiều khi em nghĩ không tại sao có con người nóng tính cỡ đó. Cái hành vi như thế nào? Giống như là một lần là đi mua bông để tặng sinh nhật của má vợ. Thì vô tình cái bà nó bán quả bông xong có xấu đó. Mà nói chung là tấm lòng mình tặng cho má thì nhiều khi má cũng vui rồi. Là hả, nhận quả bông xong là đi ra đường định dục thùng rác rồi. Cản xong hậu định lấy bông đập cho banh hết cũng được, tức quá không thể nào mà ấy được. Mà em nghĩ cái chuyện đó cũng lỡ rồi thì mình tặng cũng được thôi. Là phải đập đứng giữa đường la ó sùm hét lên vỡ lòng phổi. Mỗi lần nóng tính là hả, đập đồ, đập xong rồi bắt đầu là mở cửa bung chạy ra đường. Chạy ra đường làm gì? Bất kỳ nơi đâu chạy đường đứng vậy đó, không chịu về nhà. Không, xách xe đi chứ không phải là chạy bộ. Mà ví dụ 12 đêm 1 giờ sáng 2 giờ sáng gì cũng đi hết, không cần biết giờ giấc luôn. Vậy em có đi kiếm không? Em đợi khoảng 15 phút xong mới đi. Tại em biết đứng cũng đâu đâu gần nhà thôi. Thấy là lại năn nỉ, mà năn nỉ trung bình phải từ 2-3 tiếng cho nên mới chịu về. Trời ơi. Hai chồng cứ thân sơ thất sở ngoài đường vậy đó. Có hôm đứng tới 4 giờ sáng mà hôm đó trời bão nữa. Trời mưa mà đứng đung mà mặt tái mét hết luôn. Nhất mà đứng không chịu về. Về qua ngày hôm sau có đổ bệnh không? Có chứ. Còn thật xấu gì nữa? Là giống như là cảm giác như khó tính, hơi thái quá, khó tính quá. Giống như trong đập chiếu phim, coi phim thì trời cũng tối, với ai cũng chăm chú nhìn màn hình rồi đâu biết đâu. Nhiều khi em hay buồn ngủ ngáp cái, vậy bập. Quấn em á. Chắc có bập. Đúng rồi, chị, nhưng mà mình phải lịch sự kiểu như đó. Nhưng mà em nghĩ lúc đó ai thấy đâu. Còn tật xấu gì không? Khai hết đi là tối nay về hoạt động là không chừng có em bé liền á. Em đi về thì em có hay cởi đồ để đó. Nằm nghỉ chút rồi bắt đầu cầm đồ bị dẹp. Chưa gì thấy anh quăng đồ bề bộn, anh ghét cái tính bề bộn. Có vẻ như em áp lực quá đúng không? Đúng rồi, áp lực gì lắm. Sao ở nhà anh đâu có nói như vậy đâu. Anh mà nói ra là lại lớn chuyện. Nhân đây thì mong muốn cô ấy thay đổi điều gì, nói luôn đi. Chuyện lớn nhất là anh muốn thay đổi là em
mỗi lần em nóng thì cũng nóng, nhưng mà em phải suy nghĩ lại cái cảm giác của người kế bên nữa, chứ không phải là cứ nóng là bung hết. Những lần như vậy em sẽ tổn thương. Anh cũng đàn ông nhưng cũng biết tổn thương vậy. Rồi còn Nhi, Nhi mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ em á thì mong muốn là ảnh là sẽ bớt bừa bộn lại, với lại là nói nhiều hơn một chút. Ví dụ mỗi lần em giận em nói cái vấn đề đó, tại sao anh như vậy, thì mình phải trả lời lại chứ đừng có im lặng. Giống như là mỗi lần anh im á thì làm em nóng lên, mà em nóng lên thật sự là em không có kiềm chế được. Nhưng mà nhiều khi nói ra rồi cái lộn sao? Chắc ảnh nghĩ vậy. Nhiều quá khi em có mấy lần em nói, nhưng mà nói ra là cái ý kiến không bao giờ tiếp thu, cho nên em không nói nữa. Đó, cho nên làm biến á, mà càng ngày mà nếu mà cái tình trạng này không thay đổi là sẽ không nói nữa đó. Đó là nguy hiểm á. Ừ, cái đó là chị nói thiệt. Em có nghĩ là vì mình hay bị bốc hỏa đó, nóng, nóng quá bị bốc hỏa, mà cái việc mà con có con á nó cũng bị ảnh hưởng. Đúng rồi. Để mà... Chắc vậy quá đó. Tại vì lúc em có bầu thì rất là khỏe bình thường, không có bị gì hết á. Nhưng mà không hiểu sao lúc đi khám lúc 9 tuần mấy thì lại là bác sĩ kêu là thai lưu. Thì thật ra cái lúc đang trong quá trình có thai thì em cũng có, trong cái chuyện kinh doanh online của em á, nó có gặp trục trặc á, em cũng có bực bội, cho nên là chắc nhiều khi do chị Vân thì nó bị ảnh hưởng đó cưng. Dạ. Nói chung là vậy nè, theo chị nha, khi mà mình đã là vợ chồng rồi, mình phải giống như là ăn thua đủ cho bằng được. Chứ ông nói một câu mình phải nói một câu. Dạ. Hoặc là mình phải chiến thắng cho bằng được cái lý lẽ này. Chị nói ví dụ mình thắng chồng mình cũng có gì vinh dự hết trơn, hoặc ngược lại mình thắng vợ mình cũng có gì vinh dự hết trơn. Em hiểu chị không? Tại nó không được thêm một cái gì cả, mà nhiều khi bị mất đi mà mình không biết. Cho nên nãy chồng có nói là để em phải biết cái cảm xúc của người bên cạnh, để người ta bị tổn thương. Thành ra là đó, bây giờ mình phải tiết chế lại chút xíu. Và anh hy vọng là em bé xuất hiện thì sẽ cân bằng thôi. Thì nhân đây là cũng xin chúc cho Trung với Nhi nghe cuộc sống luôn luôn vui vẻ ha, hạnh phúc nha, công việc thì ổn thỏa. Và đặc biệt là qua năm sau, một thành viên thứ ba sẽ xuất hiện trong gia đình của em. Một thành viên tuyệt vời, mà nếu được song thai luôn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Mà hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên là Huy Toàn, hiện em đang làm công việc về bên cơ khí. Toàn làm bên cơ khí. Dạ. Còn em? Em là Tiết Nhung, năm nay em 26 tuổi, hiện là em là nhân viên kế toán ạ. Rồi, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Đó là em mới được ra trường, em vào khu phòng trọ đó em thuê. Sau vài ngày sau thì vợ em mới xuất hiện. Vợ bắt đầu là vùi dập em. Vùi dập gì? Là tại vì á, em nhìn thấy tóc của anh dài lắm. Xong rồi anh để cái chùm râu dưới đây nè. Nhìn giống như bữa đời á. Mặt á thì ngầu ngầu, mà đi thì đi xe 67. Thành ra lúc đó là em cũng sợ lắm. Thì ở được 6 tháng á, không biết là Nhung có cái vấn đề gì mà tự nhiên đang đi học xong lại đi làm thêm. Mà làm thêm đặc biệt là làm thêm khuya nữa. Tới 12 giờ khuya mới bắt đầu lại về. Xong bắt đầu thấy con này có vẻ xiên xiên. Là sinh viên mà đi làm nữa là lo tương lai cho mình cũng hợp lý, cũng giống mình thích vậy. Trời ok, cho vô danh sách liền. Đây là hợp ấy, chọn liền. Rồi bắt đầu là tiếp cận. Hỏi em đi làm tối làm đâu vậy, làm gì mà thế không nói. Không nói là không nói. Bây giờ không nói thì mình không hỏi nữa, mình hành động luôn. Theo dõi. Đi theo. Theo dõi tới cái lúc mà phát hiện ra là làm phục vụ ở một cái nhà hàng. Ở trên quận 1 á. Thì lúc đó là em mới bắt đầu là lên kế hoạch. Em đi làm về là 5 giờ, bắt đầu là em gửi xe. Xong em đi bộ khoảng 2 cây số ra xe buýt. Rồi em bắt xe buýt em đi xuống tới cái chỗ vợ em làm việc là khoảng 15 cây số, và em cứ đi vòng vòng trước cửa tiệm đợi tới 12 giờ, thấy là bắt đầu chạy tới đứng ngay trước cửa, đứng trước mặt rồi ấy. Quá gian hả? Mình gài vô cái thế là bắt phải là trông chở. Em thì sao lúc đó? Lúc đó thì em cũng ngạc nhiên đấy. Ủa anh, em đâu có nói anh biết chỗ làm của em đâu, sao anh lại vậy? Cái nói biết là được rồi, xong bây giờ có cho gian về không? Em thấy cũng tội nghe, cho gian về. Cái cứ như vậy đó chị, mà mặt lì tiết. Quá gian về trong bao nhiêu lâu? Dạ 9 tháng chị, tới em nghĩ cái gì? 9 tháng em phải chở cái con người này về được không? Em chở chứ. Em có phát hiện không mua đó chị, không? Luôn. Bao giờ em mới biết? Tới lúc mà chính thức quen nhau này kia rồi ảnh mới kể cho em nghe là lúc đó anh vậy đó. Thành ra là khi mẹ em mà cưới anh là em phải đối xử tốt với anh nha. Vậy thì bây giờ đã lấy nhau rồi, vợ em có đối xử tốt với em không? Tốt, nhưng mà tốt theo kiểu bổn phận của vợ thôi, cho vui vậy thôi. Chứ còn vậy đó hả? Chứ còn mày thật sự để quan tâm tới mà suy nghĩ của chồng thế nào thì chưa thấy. Ủa sao em lại nghĩ vậy? Ủa vậy là sao vậy? Vợ em cái tật xấu của vợ em là gì? Lười biếng làm việc nhà. Nếu như thật sự là cho em lựa chọn lại thì chắc em phải cân nhắc trước khi cưới. Trời ơi. Chờ. Cái lúc mà đang quen á, vợ em là chủ động nấu cơm, treo chứ là em đang cứ nhậu hết đi làm. Nói chung là không cho đi ăn ngồi hết. Nhưng mà cưới xong về là bắt đầu là nấu cơm á, là từ 7 buổi, bắt đầu giảm xuống từ từ. Cưới nhau là một năm mấy rồi thì bây giờ là chắc ăn cơm chung một tuần chắc đừng làm. Giảm xuống một cách bất ngờ quá, làm cho em dễ như bị sốc. Sao vậy? Dạ tại vì lúc trước á, cái khoảng thời gian nghỉ ở nhà nhiều á, thành ra không có chuyện gì để làm hết. Thành ra là em có thời gian để em nấu nướng này kia. Sau khi mà cưới nhau thì tụi em cũng đi làm, công việc này kia nó nhiều hơn quá. Dạ
nó nhiều với lại áp lực á, em rất là mệt. Mệt nữa là không thể nào mà ngồi dậy nổi luôn á. Cái đó vậy biện minh thôi. Biện minh thôi. Tại vì chồng em nãy là nói một cái câu rất là chạnh lòng là sau khi lấy nhau về rồi á, cái sự quan tâm của em đối với chồng, cái đối xử tốt á là mỗi sự bổn phận. Phải vậy thôi chứ không phải là do từ trong một cái bản năng là đây là cái người mà mình phải quan tâm, mình phải chăm sóc. Thì cái cách nói của chồng á thấy có vẻ rất là tủi thân, rất là buồn. Em có cảm nhận điều đó không? Mà có phải như chồng em nói không? Có nghĩa là bây giờ làm vì bổn phận không? Dạ chắc nếu mà anh nói thì chắc cũng đúng. Tại vì em ít quan tâm ảnh hơn lúc mà mới quen nhau. Nhưng em yêu chồng em không? Dạ có. Rồi còn về em cảm giác chồng em còn đối xử với em giống như ngày nào không? Có một cái là lúc trước á, ảnh cũng như em chia sẻ cái tâm sự của mình á cho ảnh về công việc hay gì đó, tất cả mọi thứ, gia đình này kia, bạn bè, thì ảnh chia sẻ với em nhiều lắm. Cũng như ảnh khuyên này kia, em phải làm như vậy. Có nghĩa là chịu lắng nghe em. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ? Nhưng mà cưới xong về á, bây giờ ảnh không có lắng nghe em nữa. Mà ảnh nói lý, giống như là dạy em chứ không phải là chia sẻ của một người chồng mà là dạy dỗ. Đúng rồi, dạy dỗ. Và em không muốn tâm sự nữa. Dạ đúng rồi. Kiếm một người đồng cảm mà người đó không đồng cảm với mình mà lại quay qua lại bắt bẻ em là tại sao em làm việc không có kế hoạch, tại sao em lại như vậy, tại sao em không chịu nói với sếp em, tại sao em lại không nói với bạn em như vậy. Tại sao, Dạ. Trước cái buổi này nè, ở nhà vợ chồng em có chia sẻ với nhau về cái điều em vừa nói hay không? Dạ không. Thật sự là cảm xúc bây giờ nó tụi em muốn nói về cái sự thật như vậy đó. Rồi bây giờ sau khi em nghe cái tâm sự của vợ em, cảm xúc em bây giờ như thế nào? Dạ thì em cũng cảm nhận là do cái thời điểm này á, là em có bị công việc nhiều quá, với lại em muốn khẳng định, em muốn tạo ra một cái điểm nhấn gì đó trong sự nghiệp của em, cho nên em tập trung vô quá. Và đôi khi khi mà em xong công việc đó rồi thì nó đã lệch giờ với vợ em, lúc đó vợ em ngủ. Hai vợ chồng nói chung thời điểm này là không có tiếp xúc với nhau nhiều. Có dạ, con chưa? Dạ chưa. Chị muốn hỏi em nữa nè, bao lâu rồi thì em không còn chia sẻ gì với chồng em nữa? Dạ cũng khoảng hơn nửa năm. Rồi khi em không chia sẻ được với chồng em làm gì? Em để bụng chị. Em để trong bụng em phải xả ra chứ. Dạ không. Em có tâm sự với bạn em không? Tại vì lúc trước á là cái tính cách em nó hoàn toàn khác với bây giờ. Là lúc trước em rất là vui, nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi thứ em đều dồn hết. Cũng như khi kể nhau cũng vậy, em không có nói là tại vì tại sao tại này kia, thì ảnh cũng như ảnh nói em sai vậy thì em cũng chấp nhận em sai thôi, không tranh luận lại. Dạ đúng không? Có nghĩa là em chấp nhận cái phần mà gọi là em là như vậy em thua, đúng không? Em chấp nhận cái điều đó. Tại vì em không muốn nói lại ảnh. Em là không tranh luận lại chồng em. Dạ. Tại vì ảnh cái từ ngữ của ảnh nói chung là phong phú hơn em nhiều. Em thì cái tính em thì nó cọc, thường thường là em nói thẳng vào vấn đề thì ảnh hay chia sẻ theo góc độ giống như người lớn mà dạy cho người nhỏ vậy. Thành ra là lúc hơi áp đặt một chút cái cảm nhận của em là như vậy, đúng không? Hôm nay em thấy những giọt nước mắt của vợ em á, em nói thiệt đi, bây giờ em đang nghĩ cái gì? Dạ thì chắc cái việc đầu tiên em muốn làm nhất luôn á là em sẽ về nhà em sẽ đập một số đồ mà đang làm cho em phải xa vợ em. Ví dụ giống như máy tính, để cho em không có một cái phương tiện nữa để tiếp xúc với những cái mà tạo khoảng cách với em bây giờ em nữa. Cảm xúc này là một cảm xúc thăng hoa, một cảm xúc san sẻ, gọi là đồng cảm cộng hưởng của hai vợ chồng. Nhưng cái phương pháp em đang suy nghĩ trong đầu em làm là sai. Bên cạnh em có thể có 10 cái máy tính, nhưng cái đầu của em, trái tim của em dành cho vợ em thì tất cả những cái đó là con số không hết. Yeah. Em đập mất công đi mua lợi nữa. Cho nên rằng á, chị rất tin cái cảm xúc vừa rồi của em là cảm xúc thật. Em đã ngộ ra được một cái điều gì đó mà từ lâu rồi vợ em không chia sẻ với em. Và bản thân em không cảm nhận được cái điều mà vợ em từ 4 năm tháng nay là đã chôn giấu ở trong lòng. Dạ. Đúng không? Thì bây giờ là tụi em hiểu nhau rồi đó. Chị nghĩ rằng là đêm nay sẽ là một đêm rất là thăng hoa của vợ chồng em. Xin vỗ tay là một lần. Bây giờ mới vỗ tay nè. สวัสดีครับ โอ้ย bạn là người Việt Nam? Khảo thảo bên Hun Lai. Bên Hun Thai ครับ. Nhà người Thái. Nhà người Thái. Bên Thái ครับ. สวัสดีครับ là mình đã nghi là người Thái Lan rồi. Yeah. Và thật ra là chương trình mình là gần một thập kỷ rồi vậy. Nhưng cũng có nghĩa là hai chị em đã trò chuyện với rất nhiều cái cặp vợ chồng đủ hết tất cả những người ở các quốc gia khác. Nhưng đây là chú rể người Thái Lan đầu tiên xuất hiện trong chương trình Vợ Chồng Son. Yeah. Em dịch lại. เขาบอกว่า 10 ปีแล้วไม่มีคนไทยนี่คือคนไทยครั้งแรกในรายการยินดีครับขอบคุณมากครับ Yeah. Anh nói là welcome, cảm ơn ạ. Yeah. Trước khi chương trình bắt đầu thì rất là cảm ơn. Cảm ơn hai vợ chồng và đặc biệt là anh chồng người Thái Lan đến đây để mà chia sẻ câu chuyện hôn nhân
đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Yeah. Ừ. Khóc học hồn thì vì về là mà thế đi. ครับ. Chồng em có nói được câu tiếng Việt nào không? Dạ, khấu hỏi qua phút phát xảo Việt Nam đây mày, nãy lòng phút xí. Anh dạo không? À. Anh nhậu không hả? Anh ơi. Anh ơi dạo không? Anh ơi nhậu không? Mới gặp là mời nhậu rồi. Ồ. Lại lại im, im đi. Im đi. Cái này là con bị ghẹo. Ở nhà là có Dượng á, Dượng thân với Hạnh á, Dượng hay chọc. Dượng nói khi nào mà nó nói nhiều quá, mày nói vậy đó là nó im à. Đâu mỗi lần mà nói với vợ im đi thì nói như thế nào? Họ thảo qua quay lại thì phút gặp mìa hay paraya nhiệt và trong phút thì ngày. Vợ ơi im đi. Em sorry giùm chị bữa nay. Chị bị khang giọng á. Dạ. Nên đôi khi cái giọng nói của chị nó kỳ kỳ á. Nó anh thông cảm cho chị nha. Khảo bảo qua xiển không mấy khói đi đâu lý, không mấy khói sợ bài. Ờ khắp. Khó trời nha. À, bây giờ mời hai bạn giới thiệu về mình nha. Không bảo hay introduce yourself. Có. Nói bằng giới thiệu bằng tiếng Việt cũng được. Chị là gì ạ? Hôm chữ Kiratipat Talapat นะ ครับ. Anh tên là Kiratipat Talapat. Dạ. Đã làm ngành gì hả? Có. Làm thương mại riêng tư ครับ. Xong ở ครับ. Đang làm kinh doanh xuất nhập khẩu. Dạ. Bao nhiêu tuổi và chị tại thành phố nào? Thành phố nào Bangkok? Ủa quên thành phố nào Thái Lan? Anh vô thế này, anh có vô thế này? Anh 41 ครับ, vô Cung Thép. Anh 41 tuổi, ở Bangkok. Ừ. Nhưng mà mình gọi bằng một cái tên như thế nào để cho dễ em? Dạ, tên Pat, gọi là Pat. Pat. Dạ. Yes. Pat. Còn em tên là Nguyễn Thanh Trúc. Dạ. À, năm nay là 31 tuổi. À, hiện tại cũng đang sống với chồng ở Bangkok và làm kinh doanh xuất nhập khẩu về chuyên ngành mỹ phẩm. Dạ. Rồi Trúc ơi, bây giờ chắc Trúc chia sẻ về cái câu chuyện mà tình yêu của Trúc với Pat. Bắt đầu như thế nào và lần đầu tiên hai người có nhớ là hai người gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, lần đầu tiên á thì ngày xưa là cũng 8-9 năm về trước rồi. Lâu lắm rồi, là lúc đó là em làm sales manager của một cái công ty du lịch. Rồi lúc đó thì anh này ảnh mới đi cùng anh nữa về Việt Nam để ảnh đi làm từ thiện, làm công việc gì đó. Mà tự nhiên cái hôm đó mình đang ngồi văn phòng mình làm sale thì tất nhiên là nó áp lực doanh số nhiều rồi. Tự nhiên cái chị giám đốc chỉ là chỉ kêu, ê, có hai người này nè, về Việt Nam làm việc á, tao thấy không ai hợp ngoài mày hết trơn á, mày đi đi, mày giúp người ta đi, mày đi thông dịch giùm đi. Nó trời, tự nhiên tôi làm sale mà kêu tôi đi thông dịch. Đó, nhưng mà rút cuộc dịch bằng tiếng Anh hay tiếng Thái? Dạ, dịch bằng tiếng Anh chị. Dạ, lúc đó là em chưa biết tiếng Thái. Dạ, là dịch bằng tiếng Anh. Thì kêu là đi thông dịch đi. Đó là cái nói là đi làm từ thiện. Thấy vậy đó, ok, nếu mà vậy thì mình cũng đi giúp. Dạ, đó là lần đầu tiên gặp nhau. Dạ, lần đầu tiên hai người gặp nhau là 8-9 năm trước. Rồi ảnh cũng có đi về Việt Nam thêm 2-3 lần. Không, cái lần đầu tiên mà em gặp Pat á thì em có ấn tượng gì về cái ngoại hình hay là ấn tượng gì về ảnh không? Dạ, dạ không. Tại vì lúc đó em chỉ đi làm việc thôi nên cũng thấy cũng bình thường à. Với lại lúc đó thì nghĩ là chắc ổng từ bên bển nó về làm á, là mình thấy cũng không có gì ấn tượng nhiều. Thì với lại lúc đó là cũng còn nhỏ, tại vì 8-9 năm về trước em mới có 23 tuổi thôi. 23 tuổi mới nhỏ gì? Dạ, 23 22 tuổi. Rồi lúc đó cũng nhỏ mà. Dạ. 23 tuổi thực ra cũng lớn rồi. Mí xíu. Ờ. Nhưng mà bây giờ nè, Pat hồi đó với Pat bây giờ thì là Pat nào đẹp hơn? Dạ. Khẩu thảm á. Tôn bánh gặp Tôn Lý mới là như sụ du lò hòa. Tôn anh hả? Ông nói là chắc lúc đó ông đẹp hơn. Ông tự biết. Ông tự biết lúc đó ông đẹp hơn. Rồi. But how do you feel the first time you meet her? The first time when I meet her, she is like look really funny, you know? Funny? Yes. Funny. Beautiful, right? No? Normally, not so beautiful. Yes. Không chỉ có vui thôi. Vui. Thú vị. Không phải, ông nhìn con mắc cười á, em ông nói là nhìn thấy em mắc cười á. Thăm mày thường ta lột. Hoa wa style của khao vela tang tua mai wa ta ben phom chut rua wa ben dress man mai mix and match lai khap. Ông nói là cái style của em nhìn nó ngộ quá, không giống ai hết trơn. Ông thấy cái tóc một đường, cái áo một nẻo, cái quần một nẻo, nhìn không giống ai hết á. Nên là ông thấy mắc cười lắm. Nó cô này cũng nhìn mắc cười quá. Ấn tượng đầu tiên là nhìn cô này mắc cười. Còn ấn tượng của Trúc á, về ông này á, ban đầu là không có gì cả. Dạ, bình thường, không có để gì cả. Dạ. Rồi, với lại thực ra là lúc đó là thấy là sao ông này, tại vì thấy ông lớn tuổi á, mà lúc đó em nói 23 tuổi là vì em nghĩ là 23 tuổi thì thấy người lớn tuổi hơn mình tí 7-8 tuổi thì mình thấy bình thường, mình cũng không có ấn tượng gì nhiều. Dạ. Bao lâu mới là có hai người bắt đầu có nhú chút xíu ấn tượng với nhau?
Cái lần đó gặp xong rồi là lần đó gặp xong là ảnh về nước rồi xong hai năm sau anh cũng quay lại làm việc, 2-3 năm sau cũng quay lại làm việc thì cũng nhờ em vậy đó. Cũng ủa nhưng mà 2 năm sau quay lại dạ thì là ổng có gặp lại em không? Dạ hay có. Là có một cơ duyên gì đó khiến cho hai người gặp lại nhau? Thực ra cái 2 năm sau quay lại mà ổng gặp lại em á là nó ngộ lắm. Là thực ra là khi ổng đi làm việc xong rồi ổng về bên Thái á, thì lúc đó không có gặp lại tại vì mất liên lạc. Rồi em thì cũng không làm công ty cũ nữa, em cũng đổi qua chỗ khác làm rồi. Thì tình cờ một cái hôm đó tự nhiên là mới đi lên trên chùa, mà đi lên trên chùa cũng thăm một cái vị sư. Thì cái vị sư đó mới nói, tình cờ ngay đúng cái ngày đó em đi á, thì cái vị sư đó mới nói là ủa con, cái người mà lần trước con dẫn đi từ thiện á là hôm qua mới tới gặp thầy luôn, đây là số điện thoại này, con điện liền bây giờ đi, con đi giúp người ta đi. Đó, dạ, là nó rất là lạ, nó giống như là một cái duyên vậy đó, mà trong khi đó là không liên lạc nhau 2 năm luôn. Tự nhiên hôm đó em lên chùa em cúng gặp sư để thăm sư, thì sư nói là cái người đó đi từ thiện á là về Việt Nam, có liên hệ lại với ngài thì đó con đi giúp cho người ta đi. Kêu mà sư bắt là điện thoại liền tại chỗ. Tại vì cái tính em á là em nghĩ là thôi chút về điện sau cũng được. Sư nói điện liền bây giờ, điện liền. Rồi em điện không? Dạ điện, dạ dạ đâu dám chạy, đâu điện dám cãi sư. Nói chuyện nhận ra anh không? Dạ dạ nhận, tại vì sư nói là nhận ra liền, tại vì lúc đó nhận ra chút không á. Dạ nhận ra, tại vì ổng cũng kiếm em để giúp nữa. Ổng cũng kiếm em để giúp nhưng mà ổng cũng mất cái số liên lạc của em luôn. Dạ, ổng không có cái số liên lạc của em, không biết tìm sao. Em hỏi Pat coi là cái cảm xúc của Pat á khi mà nghe em gọi điện thoại á thì tìm lại được á, tìm lại được em lúc đó ổng như thế nào? Chăm lấy khăn thấy sợ cái vô Mỹ Anh Hotel ba. Ừ. Lâu tôi thấy nụ khảo thảm, tôi thấy nụ thô hạ vô à, tôi nói vô cầm lăng hạ nụ vô. Tại vô hạ mới đai, vô có mày chơi master tiếp thiền tâm, chứ ba. Lâu nụ có mà chờ thanh, đã thanh cái ao bờ hay. Chứ mà, lâu có thảm, lâu เขาถามว่าครั้งแรกอ่ะที่ยูได้ยินเสียงไอโทแล้วยูรู้สึกยังไงดีใจครับเขาบอกว่ามึงว่ามึงเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกับพระสงฆ์หรือว่าคฤหัสถ์ที่เขาจะพูดกันเนี่ยสื่อสารได้ยาก tại vì lúc đó là ảnh đi làm nó là ảnh nói chuyện hay là giao tiếp rất là khó để giao tiếp nên là khi về là ảnh với cái người mà đi cùng á là cố gắng để tìm lại cái liên lạc của em nhưng mà không có tìm được. Là tự nhiên tình cờ sau cái ảnh đi mới đi viếng thăm cái người cái vị sư của mình đó, viếng thăm thầy thì thầy lại cho cái là thầy cũng không có số điện thoại em luôn, cái người thầy Việt Nam của mình đó là cũng không có số điện thoại em luôn, mà tình cờ ngay ngày đó em lại lên gặp thầy đúng ngay ngày đó. Thầy lại kêu phải gọi liền dạ. Rồi sau đó sao cái lần đó là sao, có yêu nhau luôn chưa? Dạ không cũng không chưa. Lần đó là cũng công việc thôi. Rồi khi cái mối tình mà nó xa trung xôi quá. Trung chuyên 2 năm trời, trời ơi. gái Việt mình trai Thái Lan đó. Ủa nhưng mà là rồi sau đó thì bao lâu thì mới gặp nhau? Sau đó là ổng cũng về rồi về nữa. Thêm 2 năm nữa là em thực ra lúc trước là em mở một công ty khoan nhưng mà sau đó là em giữ liên lạc với ổng luôn. Dạ lúc đó sau đó là bắt đầu giữ liên lạc nhưng rồi. Mà không gặp nhau ở Việt Nam. Dạ không, tại vì cái lần ổng về làm việc thì cái lần đó là gặp nhau xong rồi ổng về rồi ổng lại về nữa, ổng về 2-3 lần vậy đó, là em cũng giúp ổng giúp mà không lẽ không có lấy công gì hết, coi như là giúp tại vì thấy ổng cũng đi làm việc tốt nhiều á cho nên là mình cũng không có coi như giúp là bạn luôn cho nên là giữ liên lạc. Rồi xong rồi sau đó là ổng mới bay về nước thì 2 năm sau 2 năm á, là tại vì lúc đó là em có mở một công ty thời trang nhưng mà là thất bại, là em buồn quá em mới bay qua Thái. Buồn bay qua Thái chơi rồi ổng lúc đó thì ổng lại không có ở Thái, ổng lại đi du lịch nước khác. Ổng lại đi làm việc du lịch nước khác, ổng lại nói là khi nào mà em qua Thái thì cứ nói đi, ổng sẽ cho bạn ra dẫn đi rồi hỗ trợ này nọ các kiểu đó, thì qua cũng có cho bạn ra hỗ trợ đưa đón này nọ thiệt. Rồi xong rồi cái em lại về lại Việt Nam, rồi sau đó khoảng 2-3 tháng em mới bay lại về Thái nữa để kinh doanh làm việc thì lúc đó là ổng mới về là mới giúp dạ mới gặp. Nhưng mà trong suốt cái thời gian đó thì là Pat có bạn gái không? Dạ không suốt thời gian đó là ổng có bạn gái, ổng chỉ làm việc thôi. Vậy không ông, lúc đó là ảnh em 23 đúng không? Dạ lúc đó là qua khoảng 25 rồi. 26, 27 chắc cỡ 26, 27 27 rồi, 2 lần 2 năm mà. Đó, dạ, 27 27 vậy là ảnh bao nhiêu? Khoảng 35, 36 chị. Ảnh không có người 36. Yêu. Dạ. Lý do? Khấu thả mới toàn thi chơi nữa à, khấu du và mấy mi fan rồi chứ mày. Không, mấy mi, vàng mấy mi ครับ. Dạ. Không. Sợ ครับ. Ổng chỉ làm việc thôi, không có bạn gái. You don't have free time. Yes, sure. You don't have free time. Yes. For love. Wow. Yes. Rồi bây giờ kể luôn nhanh luôn đi, đến cái lúc mà làm sao mà để hai
hai đứa có cảm tình với nhau và coi như là đến với nhau. Khảo thảo một khăn đá thì dù rút sức nhà ngày cả nổ và lơm đi khoa rút sức cho và lại những bữa này. Để bé trả lời luôn nha. Cho tăng tẻ toàn thi đây luôn ngàn càng khắp. เพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถมากแล้วก็การวางแผนการเจรจาอะไรอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ที่เคยทำงานมาเขาถือว่าเป็นที่หนึ่งเลยทำให้ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แหละใช่ Dạ anh nói là cái lần thứ hai mà anh về á là anh bắt đầu có cảm tình nhiều tại vì anh nói là anh chưa có gặp cái người nào mà làm việc giống như em á là anh nói là em giỏi biết sắp xếp biết cách giống như là control công việc và sắp xếp mọi thứ đâu ra đó. Là ổng nói là từ khi ổng đi làm việc là ổng gặp em là cái người mà làm việc tốt nhất. Tại vì lại không có lấy tiền nữa. Dạ, cho nên là ổng có rất là có cảm tình. Dạ. Rồi sau đó gặp nhau ở Thái Lan. Dạ, sau đó là gặp nhau ở Thái Lan. Thì sao cái mối tình nó tiến triển như thế nào? À, khẩu thảo mới quan trọng mà anh có bài chơi thi Thái Lan xem ba. Thực ra thì lúc đó là sau khi gặp ở Thái Lan là em mới có trục trặc nhiều thứ về cả tình cảm lẫn công việc luôn. Thì khi là gặp bên Thái. Dạ, ở Việt Nam. Ở Việt Nam là trục trặc về tình cảm lẫn công việc thì lúc em qua Thái thì bắt đầu gặp ổng thì lúc đó là em cũng chưa không có coi như là cái mối quan hệ cũ chấm dứt không có còn nữa cho nên là qua gặp ổng thì cũng là với bạn vì là coi như một người bạn thôi em cũng không nghĩ gì hết thì ổng giúp nhiều xong cái bắt đầu là em cũng có tạo cảm tình với ổng tại vì ông này ổng rất là hề ổng vui tính lắm mà ổng lại rất là nhiệt tình mà ổng cũng tốt bụng nữa rồi xong rồi sau này mình mới té ra mình mới biết là ổng cũng có cảm tình với mình rồi nên ổng mới giúp mình nhiều như vậy đó là mới bắt đầu là có tình cảm với nhau dạ dạ thôi bây giờ mình chút nữa mình sẽ cái phần này mình đi nhanh ha để kể đến cái phần mà em mang bầu á cái phần đó là phần hay á nha rồi sau đó thì qua bên Thái là ổng chủ động ổng theo đuổi mấy năm thì là lấy nhau đó. Theo đuổi thì đó. Ở bên qua Thái đó thì bao nhiêu năm thì là ổng cua em bao nhiêu năm liền bao lâu thì em mới đồng ý thì hai đứa mới làm đám cưới. Dạ thực ra lúc qua bên đó ở thì chắc khoảng chừng 6-7 tháng gì đó là bắt đầu có một cái lần em gặp vấn đề về công việc rồi cái ổng mới nói thôi bây giờ em stress quá thôi để anh chở em đi chơi ổng cũng dụ cái ổng chở ra biển Bát Tà Gia cái chở ra ngoài đó xong cái bắt đầu đang đi kiểu em cũng buồn mà cũng drama cái kiểu trời ơi sao tao qua đây tao buồn quá có mình ông con gái rồi này nọ dạng vậy đó cái ổng mới nói là à nếu vậy thôi em cứ coi như gia đình đi vậy đó là cái bắt đầu ổng tỏ tình là cái là em cũng quen tại vì mình cũng có cảm tình với ổng rồi là quen xong rồi sau đó một tháng thì ảnh mới dọn qua chung cư của em thuê ở giữa Bangkok á sống chung nhưng mà lúc đó thì chắc khoảng chừng ở được 2-3 tháng rồi cái mới thôi ở chung cư chật chội bực bội quá đi về nhà anh đi có nói gì tự gì cha tự nhiên mới quen 2-3 tháng kêu về nhà cho ở cái thằng nói không về đi nhà anh có cái nhà riêng không ở chung với ba mẹ ở riêng nói như đó là em mới chịu là mới về đầu thì cũng 4 năm rồi em nói với bác kể đi cái đợt đó khi mà kêu mà em về sống chung á đó là như thế nào nụ bảo qua tòn thì dù mà dù IDO kêu đi cạnh cho mẹ là dù có mà bảo qua hay mày gặp ban dù là em bảo qua em mới dù gặp ban bảo qua mì pho mì mẹ dù là dù có lời mà hay dù ban ba เด็กหลังหนึ่งอย่างเงี้ยเขาถามว่าอยู่ใช้วิธียังไงแล้วอยู่แบบว่าอยู่ตื่นเต้นแล้วอยู่วางแผนกันยังไงมั้ยก็เหมือนน้ําซึมบ่อทรายครับค่อยๆปรับให้ทางอันนี้เนี่ยเข้ากับที่บ้านพี่ได้อืมอ๋อ nói là giống như là mưa dầm thấm lâu chứ không ngày ông nhỏ vô lỗ tai một chút ngày ông nhỏ vô lỗ tai một chút ông kêu tại vì em cứng đầu không nghe nhưng mà ba mẹ của bạn biết không dạ biết dạ biết nhưng mà lúc đầu là hai tụi em cũng gặp trắc trở nhiều thứ lắm tại vì ba mẹ của anh Bát cũng khó tính á cũng muốn ảnh đi theo một cái con đường khác cho nên là không có muốn ảnh quen em hay là quen ai lúc đó hết mẹ của Bát là làm gì dạ mẹ của anh Bát là mở trường học hoàng gia của của Thái dạ dạ rồi cho sau nên... đó thì là sau đó thì về ở nhà là chỉ ở riêng thôi nhưng mà nói chung lúc đó gặp ba mẹ cũng khó lắm tại vì ảnh cũng phải cố gắng tìm cách như thế nào để cho em với tiếp cận với gia đình này nọ tại vì gia đình ảnh tương đối khó ba mẹ ảnh thời gian đầu thì rất là khó nhưng mà bao nhiêu lâu thì em tiếp cận tức là gặp lần đầu tiên với ba mẹ của bạn khó thảm quá chờ พ่อ แม่ ครั้ง แรก เมื่อ ไหร่ หลังจาก ที่ มา บ้าน พี่ ชา น่ะ 3-4 เดือน ป่ะ ใช่ กว่าchắc cũng khoảng 5-6 tháng khi mà về nhà riêng của ảnh ở rồi mới gặp cái chuyện mà em về nhà riêng thì là 5-6 tháng sau gia đình bác mới biết đúng không dạ không biết ngay từ đầu rồi còn gia đình ảnh có phản ứng gì không
gia đình ảnh bình thường anh, nhưng mà nói chung là lúc đó thì ba mẹ ảnh không vui, tại vì ba mẹ ảnh muốn anh đi một cái con đường khác mà chưa có gặp được, không dạ không. Sau khi gặp rồi thì ông bà suy nghĩ sao? Dạ sau khi gặp rồi thì cũng khó chị, cũng khó nha, cũng nhiều thứ lắm, với lại vừa khác biệt về văn hóa này nọ, rồi cái tư tưởng của họ lúc đó họ muốn con trai họ đi theo một cái hướng khác nữa, cho nên là khác biệt nhiều thứ lắm, cũng khó khăn lắm ban đầu ạ. Dạ nhưng mà sau đó từ anh này anh cũng khéo, anh cũng tìm cách rồi dọn về sống chung rồi mấy năm mới cưới. Dạ 4 năm. Trời ơi sao cô này cũng hợp với số 4 quá chị. Số 4 về là 4 năm mới cưới. 4 năm mới cưới. Dạ. Là mất 8 năm mấy, mấy dạ, là mất 8 năm nữa, gần 9 năm mới chị. Nhưng mà sao lại tới 4 năm lận Trúc? Thực ra là tụi em cũng dự định đám cưới trước đó, nhưng mà tại vì là gặp ba mẹ của ảnh ở chuyện với mẹ em rồi, là đang chuẩn bị đám cưới rồi cái là bị mắc dịch. Gặp dịch Covid xong là hai năm sau là mới bắt đầu cưới được. Cứ giờ là sau dịch cưới, là sau dịch. Dạ sau dịch là mới đây thôi. Dạ mới đây. Ồ. Dạ cưới vào tháng 11 năm ngoái. Coi như là đám cưới tổ chức đơn giản không hay là hoành tráng? Đám cưới cũng mắc cười lắm. Em cái tính của em á thì em không có thích là làm đám cưới mà quá trời nhiều người. Em thích là một cái đám cưới ấm cúng. Những cái người nào thật sự thân với mình để mà quậy cho đã, để cho mọi người có thể tự nhiên với nhau. Thì ban đầu em mới nói với mẹ chồng á, là với ba chồng là em muốn làm một cái đám cưới ngoài bãi biển. Ở bãi biển Pattaya là cái nơi mà chồng em tỏ tình rồi cầu hôn luôn, ông cũng cầu hôn Pattaya luôn. Đó là cái nơi đó, để ở ngoài đó thì chỉ mời những cái người thân thôi. Cái mẹ chồng với ba chồng mới nói là ok vậy thì cũng được, cái con muốn sao thì chị theo ý con. Cái xong tự nhiên về không biết suy nghĩ như sao á, qua ngày hôm sau ba chồng mới nói không được con ơi, bây giờ mình là người Thái mà mình theo đạo Phật, mà mình không có một cái lễ truyền thống Thái, mình không có cái lễ mà của mấy sư tụng theo kiểu Thái á, là không có được. Bây giờ thôi, bây giờ 3 tháng vậy thì bây giờ có một cái lễ truyền thống Thái nữa đi, có mấy sư tụng đi. Cái em mới nói vậy thì cũng được, thì kêu sư xuống biển tụng luôn. Cái mẹ mới nói trời ơi, kêu sư xuống biển tụng gì kỳ vậy, đâu có được. Cái xong cái mẹ chồng mới nói không được. Cái bàn sao bàn hồi bàn tới bàn lui, lòi ra thêm một cái đám nữa, là một cái đám buổi sáng nữa. Cái em mới nói là mẹ chồng, mẹ nếu làm đám buổi sáng thì con xin là làm trong nhà thôi, đừng có mời ai hết. Cái mẹ chồng nói rồi được rồi, theo ý con. Cái qua ngày hôm sau lòi ra 100 khách. Không biết là 100 khách là nhiều lắm không? Dạ nhiều. Thực ra bên Thái mà cái đám buổi sáng 100 khách là nhiều rồi. Tại vì nó chỉ là cái đám lễ nghi thức thôi, thường người ta là dồn 2 đám, còn mình là tới một cái đám bãi biển là mình chín rồi. Bây giờ cái đám làm lễ là làm theo lễ nghi thức mà còn ra thêm 100 khách nữa. Đó rồi xong cái bên Thái thì thường là những cái gia đình lớn, người ta sẽ mời 9 vị sư, là coi như là lớn nhất là 9 vị sư tụng, là đám lớn. Nhưng mà em thì em muốn đám nhỏ, em mới nói là mẹ hay là mình mời 3 vị thôi, tại vì là theo số lẻ 3, 5 hoặc 9. Em mới nói là mẹ vậy thì mình mời 3 vị sư thôi nha mẹ. Cái mẹ nói ok vậy thì mời 3 vị thôi. Cái quay về qua ngày sau mẹ nói thôi 5 đi con ơi, chứ 3 không được đâu, ít lắm. Rồi tới cuối cùng ngày thiệt á, 9 người và 9 vị sư, 9 vị. Cái em mới hỏi ủa mẹ sao mẹ nói con có 5 mà giờ ra 9 vậy. Cái mẹ nói, thôi con ơi, mời lỡ mời là con thỉnh lần luôn đi, 9 luôn đi cho đủ bàn. Rồi vô ngồi tụng nguyên một vàng luôn. Là 2 cái đám cưới. Dạ 2 cái đám cưới. Cái đợt đó bắt đám cưới có đám cưới mà tổ chức được 2. Nói là cái kỷ niệm à, cái kỷ niệm của anh cái ngày đám cưới là anh nhớ nhất cái gì? Quan thi tẻ ngàn à, thi vô chầm thi sụt à, คืออะไรคือบอกว่าทําให้อยู่จําและลืมไม่ได้อ่ะคืออะไรพิธีรดน้ํา cái này mới mắc cười là ổng nói á, là cái mà ổng nhớ nhất là 2 vợ chồng ngồi chắp cái tay để cho người ta, ở người Thái là khi mà đám cưới người ta chắp cái tay như thế này, người ta sẽ đeo một cái cọng dây của mấy vị sư tụng là chúc phúc, là bảo hộ, rồi cái người tới chúc phúc sẽ đổ nước vô tay của 2 vợ chồng và chúc phúc. Đó là cái đó là ổng nhớ nhất. Thì em lúc đó là em khổ là cái tháng 11 á, là Việt Nam với Thái chưa có được cho qua lại, vậy vì còn dịch rất là khó. Chỉ chuẩn bị mở cửa thôi chứ chưa mở. Thì cái lúc đó là gia đình em không ai qua được hết. Có mình em thôi, và cái người mà đứng ra cho em là ba mẹ nuôi của em. Ba mẹ nuôi của em người Thái luôn, là đứng ra làm bên đàn gái. Thì em khóc đó là cái chuyện bình thường. Tại vì mình là phụ nữ, mình xa nhà rồi, gia đình mình qua không được. Thì em đã khóc từ cái lúc làm lễ rồi, ông này thì không bình thường. Tự nhiên tới cái lúc đó nám thì em hết khóc rồi, em đã khóc nhiều rồi, em không khóc nữa. Thì em bình thường tự nhiên quay qua ông. Ông khóc quá trời khóc. Ủa gì trời, tự nhiên tranh hội này ngoài khóc. Thôi ông sao vậy? Sao ông khóc? Anh đang tò mò. Why you cry? Because I think the good day of me will never have again. No, I'm kidding. Oh, ngồi. No, because...
ý ổng nói giỡn, ổng nói giỡn, ổng tập, ổng nói là cái lúc ổng khóc ổng nói là từ đây về sau cuộc đời của ổng coi như xong rồi đó. Ổng giỡn. Nhưng mà thật sự ý nghĩa đó là gì? Tại sao? Không phải như ngày. ความหมายคือผู้หลักผู้ใหญ่มา blessing ให้พรแล้วก็อวยพรว่าให้อยู่กันอายุมั่นขวัญยืนอะไรเงี้ยพี่ก็คิดไปทั้งๆนานาอะไรเงี้ยว่ามาถึงวันนี้ได้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ổng suy nghĩ tới cái thời điểm mà từ cái lúc mà tụi em phải đi qua nhiều thứ với nhau mới có thể đám cưới được. Rồi cái ngày mà tại vì cái ngày lễ đó là bạn của ba là người lớn nhiều, có nhiều người lớn tuổi, tại ba mẹ chồng em cũng lớn tuổi rồi, cũng bảy mấy rồi. Đó là từ người lớn tuổi lên là đổ nước cho tay chúc phúc cho mình, cái tự nhiên tới khúc ba với mẹ, ổng thấy ba với mẹ lớn tuổi lên á, rồi rót nước chúc phúc cho ổng á, cái tự nhiên ổng xúc động quá, ổng ngưng không được. Mà cảm giác của ông cũng đúng mà. Từ thời điểm đó ông thấy ông hết làm đứa con nít rồi. Trưởng thành đó. Trưởng thành. Và trưởng thành có vợ cái bên này. Trưởng thành mới thôi lúc sụp bên phú dài nào nghe. Ủa Trúc ơi, dạ. Em là mấy bé rồi? Dạ em mới sinh bé đầu tiên. Mới sinh bé ở đâu? Dạ sinh, thực ra ban đầu là tính sinh ở bên Thái anh. Tại vì em sợ là con không có lấy quốc tịch Thái được. Tại vì sống chính ở bển, nhưng mà mẹ chồng thì giống như là thấy là em người Việt á, rồi mẹ thương ở xa lâu ngày, nên mẹ chồng nó để mẹ lo giấy tờ cho. Thế kêu là về Việt Nam sanh. Đó thì hai vợ chồng mới bay từ bên Thái về đây để sinh em bé. Và cái nói chung là cái con đường sinh nó cũng gian nan vậy lắm. Sao em kể đi. Dạ đầu tiên vô là tại vì bác sĩ dự sinh em là ngày 20 tháng 9 mới sinh. Nhưng mà cái hôm đó là em đi khám. Em đi khám thì thực ra lên khám xong cái bác sĩ mới nói là ủa sao kỳ vậy, sao em bé gò nhiều quá vậy, mà cổ tử cung cũng nở luôn rồi, một sang rồi mà mới có 32 tuần thôi. 32 tuần mấy, gần 33 tuần thôi. Cái bác sĩ mới nói không được, vậy là em phải vô cấp cứu liền. Vậy đó, cái nói là vô cấp cứu xong cái bác sĩ mới nói là sẽ dùng cái thuốc để cắt cân gò. Mà cái thuốc cắt cân gò là coi như là dùng cái thuốc mạnh nhất rồi, là sợ là coi như 10 phút hay 20 phút gì đó là một lần mẹ muốn 6 lần như vậy cũng không hết cân gò luôn. Rồi bác sĩ mới nói bây giờ còn một cái thuốc mà tốt nhất của công nghệ hiện tại bây giờ là một mũi của nó là 30 triệu. Thì em có đồng ý vô không? Thì em nói vậy thì cũng được. Cái bác sĩ vô xong rồi tưởng đâu em, ai ngờ đâu mới vô được có 2-3 chai là em bị dị ứng. Dị ứng thuốc là phải ngưng lại nữa, là không còn cách nào nữa. Xong rồi mới phải đi qua bên đội chuyển bệnh viện, qua bệnh viện lớn là bệnh viện Từ Dũ để cấp cứu, rồi mới sinh em bé, là sinh bé sinh non. Bé sinh sớm à? Dạ bé sinh non 33 tuần 6 ngày á chị. Dạ. Ồ là bé được mấy ký? Dạ 3 ký mốt. Trời ơi sớm mà 3 ký mốt. Wow trời ơi. Hiện tại là thôi nói chung nó qua luôn, tại vì nó muốn để dành cái này cho một chương trình khác. Đó. Ok như vậy là có nghĩa là tụi em là có mấy cái khoảng thời gian là mấy năm yêu nhau ta? 4 năm. Dạ bốn. Bốn năm rồi mới cưới nhau. Dạ. Nhưng mà trước đó là quen coi như là cũng lai rai là cũng mấy năm trời. 5 năm đó. Dạ. Rồi biết bây giờ nhau. Ở với nhau là qua một cái khoảng thời gian rất là khó khăn, đó là đại dịch, đúng không? Đó. Vậy thì bây giờ mấy năm đó, không biết là mấy cái tật xấu nó có lòi ra không? Không có tật xấu gì không? Không bao quá mà dù đứa cành lão như là qua ai lại thì mình mấy đi hay hình cành đó cành á. Thực ra vô về ở chung là bắt đầu là đã có cãi nhau rồi, tại vì cái văn hóa nó khác nhau. Dạ. Nói chung là người Thái thì họ rất là kỹ, mà gia đình anh này thì gia đình tương đối là gia giáo, là kỹ, tại mẹ anh làm cô giáo nữa. Cho nên là khó. Cái ví dụ như cái lúc mà bình thường thì mình thí dụ mình thấy có đồ đạc này nọ ngay đồ chị, mình đi mình lấy cái chân mình đẩy ra một tí đó. Cái ổng nhìn ổng trợn mắt lần đầu rồi. Xong cái em đứng em làm đồ có cái máy quạt ở dưới, em lấy cái chân em bấm vô cái nón máy quạt á. Cái ổng trợn lần thứ hai ổng nói liền, nói ủa em sao em gái mà em lấy chân bấm máy quạt gì kỳ vậy, em phải cúi xuống em bấm mới được chứ sao, nó khó vậy đó. Rất là nhiều cái. Còn ăn muỗng với nĩa là cái ví dụ như cái muỗng ngắn với cái nĩa dài là không được, phải lấy cái muỗng dài ăn với cái nĩa dài. Còn cái muỗng ngắn là chỉ ăn súp thôi. Ông ăn uống nói chung là khó nhiều cái luôn, cho nên là rất là dễ xảy ra mâu thuẫn với nhau. Cái thời gian đầu đúng không? Dạ. Về sau này quen, em quen em cũng khó như ổng luôn. Giờ cũng bây giờ có lấy cái chân bấm cái quạt đâu? Dạ cũng lâu lâu quên, cũng lấy cái chân bấm. Tại vì mình quen rồi. Dạ. Đâu bây giờ em nói những cái đó là ảnh khó tính nè, đúng không? Còn gì nữa không? Dạ. Tật xấu á. Tật xấu hả? Ảnh á, cái ảnh là cái người rất là đúng giờ, và ảnh hẹn với ai ảnh rất là sợ trễ giờ. Ảnh không bao giờ ảnh đi trễ, ví dụ ảnh hẹn anh 1 giờ là ảnh phải tới 12:50 hoặc đúng 1 giờ. Cho nên lúc nào anh cũng là cái người hói em hết. Ảnh sẽ hói là em ơi lẹ đi, lẹ đi. Cái bắt đầu ổng hói thì mình quýnh thì mình cũng làm lẹ đó. Mình đi ra cái leo lên xe ổng chạy, nói ủa em điện thoại em đâu rồi. Cái ổng quên điện thoại, ổng quay về ổng lấy điện thoại. Xong rồi chạy lên chạy, ủa em chìa khóa nhà đâu rồi. Ổng quay về ổng lấy cái chìa khóa nhà là coi như cũng trễ luôn rồi. Dạ vậy. Ổng hói người ta mà ổng lại quên, tại ổng quýnh ổng sợ trễ giờ á. Dạ.
cái tập là của ông chứng hốt hoảng. Hốt hoảng dẫn đến hậu quả. Đó. Có một quá vui quá. Rồi sao? Rồi có có lớn tiếng với em không? Lớn tiếng là nhiều khi ổng quạo ổng cũng lớn tiếng anh. Nóng tính à? Dạ nóng tính. Ổng quạo ổng cũng lớn tiếng, nhưng mà cái đường của ổng ở chỗ là khi ổng lớn tiếng mà em ngày xưa em còn cãi lại, còn sau này em ngủ em im là ổng biết tự hỏi biết lỗi là ổng làm năn nỉ. Từ ổng biết lỗi là ổng. Nhưng mà cái cơn mà ổng nóng tính mà để ổng giải tỏa cái cơn nóng đó, mạnh đô nhất á là mình nghĩ là mạnh đô nhất hả, là ổng quát em cái xong ổng đi ra ngoài vậy thôi. Dạ chứ ổng cũng không có, ông này thì ổng nói chung là ổng cũng ga lăng lắm, ổng không có động tay động chân không có gì hết á. Dạ ổng nóng dữ lắm là ổng quát một cái là ổng chạy ra ngoài, hồi ổng vô ổng xin lỗi lại. Bác có lãng mạn? Dạ có. Bị sến là nhiều khi là bị sến đúng không? Đâu kể một câu chuyện về cái sến xuống lúc ổng ơi. Thí dụ giống như là cái lúc mà ổng cầu hôn em á, thì lúc đó là đã bắt đầu lên kế hoạch là đám cưới hết rồi, thì nói chung là mình cũng không còn gì gọi là hồi hộp rồi. Cái lúc đó mình đi ra ngoài Pattaya để mình đi coi nhà hàng và khách sạn, thì đi với cái người chị thứ hai của ảnh. Rồi cái tự nhiên đi ra ngoài đó xong các em đang ngồi mà không có nói gì cho mình biết trước hết, mình cũng mặc đồ thì từ trên xuống dưới xấu xí, mà tự nhiên đem cái dĩa ra, cái để cái chiếc nhẫn, cái dĩa kem á, để cái chiếc nhẫn mà ở Pattaya thì gió nó mạnh, biển nữa mà ngồi bãi biển nữa, là để cái chiếc nhẫn vô trong cái cục kem á anh, đi ra tới cục kem tan mất tiêu rồi, còn thấy chiếc nhẫn trù trù. Em nói ủa gì vậy, sao tự nhiên có chiếc nhẫn ở đây, là hết ngạc nhiên luôn. Xong cái ông mới kêu thôi em ngồi xuống đi để cho anh giả bộ anh cầu hôn cái cho nó hết đập, cái ông kêu vậy đó. Xong cái ông cũng cầu hôn rồi ông làm các kiểu đủ vậy đó. Đó xong rồi cái lúc mà ông hỏi là em will you marry me, là em có cưới anh không, cái em nói yes. Cái xong mà em không suy nghĩ, em nói yes. Bà chị ba bà đang cầm cái máy quay phim bà quay á, bà nói ủa gì kỳ vậy, người ta phải xúc động, người ta phải khóc rồi nọ dữ lắm, mày làm gì mày trả lời lẹ dữ, mày không có chừa cái đường nào cho cái người cầu hôn cái gì ngu à. Không dép là mất mối gì đâu. Dạ anh là vậy. She talk you very romantic. Thank you. Rồi tới ổng em hỏi đi. Em còn cái điều gì mà ổng muốn em thay đổi? Dù dạ hay nụ biển à bạn. Nụ mi là thế mấy đi. Khoan, chạy lón. Nóng tánh. Nóng tánh gì? Mỗi lần mà Trúc nóng tánh thì là Trúc thể hiện như thế nào? Trúc khăn thì nụ chạy lón là nụ cho bập show và dằn ngày bập một nghìn như thế này. ไม่เป็นระบบไม่รอบคอบอ่ะถ้าเกิดลดความใจร้อนลงแล้วมันจะสมูทกว่านี้ทุกอย่างแต่มีครั้งไหนที่แบบใจร้อนมากกว่านี้ให้โชว์ให้อยู่เห็นไหมอารวาสหรืออะไรเงี้ยก็มีนะบางทีแบบช่วงที่น้องเอาแต่ใจแรกๆเลยจีก็แค่คุกมา mới về sống chung với nhau á là nhiều lúc em nóng tánh á là em sẽgiống như là quên trước quên sau, hay là cái khi mình nóng tánh là mình quýnh là công việc nó sẽ bị không có được tốt, nó sẽ gặp cái này gặp cái kia nhiều. Dạ đó. Rồi còn gì hay nữa? Hay giận. Nóng tánh là sẽ hay giận. Rồi hỏi em còn gì nữa? Mì là thì mấy đi bằng mày. Nó có ชอบเห็นผมเป็นตัวทดลองครับ เป็นหนูอะไรเงี้ย. Ông nói em phải không lấy làm chuột bạch. Tại vì làm mỹ phẩm rồi em làm bên bên thực phẩm chức năng nữa, cho nên là cứ tối ngày là cứ lấy ổng ra làm chuột bạch không ví à. Ví dụ một vấn đề, ví dụ như chuyện. Ông này là ổng rất là thương cái tóc của ổng. Ổng nói cái tóc ổng mỏng và rất là dễ rụng rồi. Mà em lại ra cái sản phẩm là sữa tắm 2-in-1 cho nam, mà em bắt ổng là cái người thử, ổng nói sữa tắm mà đi dưới dầu gội mà làm sao mà tắm được, ổng nhất định không là không, mà em bắt ổng phải xài, em nói anh phải xài, anh không xài là em không nói chuyện với anh, em giận này nọ các kiểu, ổng cũng phải xài đó, rất hết nửa đầu của tao. Thảm á, vậy là thì hay mình không còn shampoo à, là về những ngày bạn chốt đi thì shampoo mình phản ครับ ถ้าไม่ผ่านคงผมคงไม่เหลือแล้วครับổng nói hơn là tốt đó, chứ không là giờ chắc ổng cũng bỏ xứ đi luôn rồi. Em nói với Pat yên tâm đi, mai mốt á có cần thử dầu gội thì cứ đưa cho anh nha. Anh thử các kiểu luôn. Có bảo quá thái kịch mấy con bình thường nữa, tò bài thái kịch hay thốt lon cho cô à, hay cậu thốt lon hay không sợ gì còn cả rồi. Em hỏi đi, bây giờ ngoài cái tính nóng ra ổng còn thấy em có cái điều gì ổng muốn em thay đổi nữa không? Nó chặt chài lon à, มีอะไรที่ทําให้ยูแบบว่าอยากให้หนูเปลี่ยนบ้างมั้ยใจร้อนอย่างเดียวเลยใจร้อนอย่างเดียวทําทุกอย่างพังหมดอ๋อมันชีก็ tính nóng thôi nóng tính là làm cho mọi thứ nó sẽ hư hết dạ chỉ muốn thay đổi được không muốn thay đổi không dạ em hỏi anh muốn thay đổi không hay ai เปลี่ยนมั้ยยูอยากให้ใครเปลี่ยนมั้ยก็จริงๆมันก็ควรเปลี่ยนเพราะว่าเราได้ใช้ชีวิตคู่กันแล้วอะไรลดได้ก็ลดอะไรอย่างเงี้ย
Ông nói là em nên thay đổi. Tại vì mình đã chọn cái con đường là mình sống với nhau rồi, là giống như là cặp đôi sống chung với nhau rồi, cho nên là cố gắng thay đổi để cho mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Đúng rồi. Còn em muốn ông thay đổi cái gì? Dạ em cũng, ông cũng bớt lẹ lại, tại vì ông có ngày ông lẹ ông hói em hoài á, em bực mình, mà em bực mình là ông cũng quên đồ, em cũng quên đồ. Dạ. Nói chung là hai người cũng bớt nóng tính lại, bớt khi nào nên kiềm chế tất cả mọi thứ, đúng không? Rồi. Thông điệp là gì? Thông điệp thật ra như thế này nè, nếu như mà không có một cái chuyến mà lên chùa đó lần thứ hai đó thì chắc chắn là em sẽ không gặp lại Pháp, đúng không? Và sau đó là bẵng đi một thời gian rồi lại gặp nhau, rõ ràng là một cái duyên đó. Nhưng mà để nói rằng là để có được một cái niềm vui như này, rõ ràng đó là các em là hạnh phúc là lựa chọn, đúng không? Rõ ràng là lựa chọn để hạnh phúc đó. Hả? Dạ. Rồi hôm nay thì trước khi tạm biệt thì Pháp có điều gì muốn chia sẻ với vợ hay không, có muốn nói với vợ hay không, nhân cái điều kiện mà chúng ta đang ngồi đây trò chuyện? Còn thấy lâu cho cặp nè, mi ở đây thì cho vui gặp ภรรยาไหมอยากจะพูดอะไรกับภรรยาหรือเปล่าก็อยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอย่างผมเนี่ยก็มาจากเมืองไทยเขาก็อยู่เวียดนามอยู่กันคนละที่ต่างคนก็ต่างแบบข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขามาเจอกันมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนสองคนจะต้องเสมอกันไปด้วยกันได้แต่เราสามารถเปลี่ยนได้จะพยายามทำให้มันดีนั่นล่ะเอ็มกับอันน่ะ2 người vượt biển vượt sông này nọ để gặp nhau là mỗi một người có một đất nước khác nhau, văn hóa khác nhau, tiếng nói khác nhau, mọi thứ khác nhau, mà đến gặp nhau và sống chung với nhau thì tất nhiên nó sẽ không thể nào mà nó hòa hợp được liền và nó sẽ tốt được hết mọi thứ. Nhưng mà quan trọng là mình thương nhau thì mình nên cố gắng mình thay đổi mỗi người một chút để mà mình có thể sống hòa hợp với nhau lâu dài hơn, và ảnh sẽ cố gắng để anh thay đổi để ảnh hòa hợp với em hơn. Rồi. Đó. Cảm ơn cặp. Cảm ơn cặp. Rồi xin cảm ơn Trúc với Pháp hôm nay đến đây để mà chia sẻ câu chuyện hôn nhân, chia sẻ câu chuyện tình yêu ha. Chút nữa chúng mình sẽ gặp lại nhau nữa ha. Rồi. Sorry cả. Không, không. Cảm ơn cặp.